Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái dự án con Juicy Token, và cái dự án này sẽ phát khoảng 100 Juicy. Thì ví này thì là một cái ví điện tử và sắp sửa ra mắt. Mình thấy cái kèo này thì thấy có một số CEO là người của Ấn Độ ấy, mọi người ạ. Đấy, thì chúng ta sẽ ấn vào đây. Đầu tiên là chúng ta sẽ đánh tên và email. Mật khẩu thì chúng ta có thể đánh vào đây nhé. Lặp lại mật khẩu. Vượt qua captcha. Các bạn ấn vào resist. Password thì các bạn phải thêm một cái ký tự đặc biệt nữa nhé. Đấy, chúng ta sẽ thêm một ký tự đặc biệt nữa. Đấy, chữ hoa chữ thường, ký tự đặc biệt nhé. Đấy, các bạn nhớ cho mình. Chúng ta sẽ ấn lưu lại. Cái này thì nó sẽ gửi một cái email về, chúng ta sẽ xác minh email. Trước khi xác minh email thì chúng ta sẽ check qua một ít thông tin. Nó đang bán là một giây xu tương đương với khoảng 0,01 đô la nhé. Đây, các bạn check qua một ít thông tin như kiểu gọi là ví, như kiểu gọi ví Trust Wallet rồi ví SEPA ấy, mọi người. Roadmap thì ở đây. Xem dự là list cái sàn nào. Chẳng thấy nói đến nhỉ. Tem đây. Cái này hình như là người Ấn Độ đấy mọi người. Bạn CCO này, COO chứ không phải CCO. CMO này. Đấy, thì chúng ta sẽ ấn vào xác minh nhé, để check qua qua về cái dự án thôi. Đây, mọi người xác minh cho mình. Login nhé. Mình thấy chưa cần phải làm cái gì mọi người. Đây, các bạn log in vào thì thấy ở đây luôn. Hình như là một bạn đăng ký thì sẽ nhận được 100 nữa hay sao ấy. Mà thấy ở đây chỉ có 100 thôi. Đấy, chưa có cho rút cho gì hết nha mọi người. Chúng ta mới cho đăng ký thôi. Đấy, thì bạn nào đăng ký thì cứ đăng ký thôi. Buy thì ấn vào đây để buy này. Nó đang bán luôn đấy mọi người ạ. Chưa thấy làm cái gì cả. Thì thôi thì mình cứ đăng ký trước nha mọi người. Link giới thiệu bạn bè thì ở đây. Các bạn copy lấy link giới thiệu bạn bè thôi. Ok, thì mình sẽ để link ở bên dưới cho mọi người cùng tham gia dự án này nhé.